À, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người hai dự án Retro trên nền tảng Solana Network. Thứ nhất là đó là Jupiter và Apricot Finance. Thì Retro có nghĩa là mình tham gia vào test hệ thống của họ như là những người dùng đầu tiên á, để đổi lại cơ hội là sẽ nhận được cái token sau này. Khi mà họ ra token thì hiện tại là họ chưa có ra token, nhưng mà tương lai là cũng sẽ ra thôi. Và đây là cái Jupiter này. Jupiter này nó là một cái sàn để swap crypto. Thì nhiệm vụ của mình là mình thực hiện swap qua lại giữa các đồng crypto, nên đảm bảo cái mức tối thiểu swap ấy là ở mức giá trị là khoảng 1.000 đô thì sẽ tăng được cái cơ hội để mình nhận được token sau này. Thì trước khi mình nói về cái sàn Jupiter thì mình sẽ nói về cái retro của Apricot trước. Đây là cái website này của Apricot, cái giao diện của nó. Apricot này á, thì cái chức năng của nó đó là vay và cho vay, chứ nó không có swap ở đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. À, đây mình cho các bạn xem cái thông tin về retro active của Apricot. Thì cái chương trình này nó bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 và nó chỉ kéo dài 30 ngày thôi, nên là cũng các bạn tranh thủ làm. Mình chỉ hôm nay đã là ngày 10 rồi. Ở dưới này nó sẽ giới thiệu chi tiết về cách tính điểm thưởng này. Thì việc mình cần làm đó là thực hiện deposit, borrow and và expand trên Apricot. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha. Đây là website Apricot, để bạn click vào launch app. Hai cái retro này, hai Apricot và Jupiter, mình đều sử dụng Phantom nhé, ví Phantom. Thì mình sẽ ấn vào connect, connect với cái ví của mình. Ok, đây là những cái ví này mình đã thực hiện deposit và borrow đây. Tại vì mình đã thực hiện rồi nên bây giờ mình sẽ phải gỡ lệnh, gỡ rút để thực hiện lại cho các bạn xem. Thì trước tiên là mình hiện tại là trong ví của mình đây là số dư trong ví này, không còn nữa ha, số dư trong ví không còn, tại vì mình đã thực hiện deposit và borrow hết rồi. Giờ mình sẽ phải hoàn lại, trả lại cái tiền borrow này, trả lại USDC. Thì mình muốn repay mình phải có cái USDC này trong ví, mà muốn có thì mình sẽ phải rút bớt USDT này ra. Mình sẽ thực hiện lệnh rút, mình rút khoảng 42 USDT ra thôi để trả cho 42 USDC mình đang vay. Đây, mình rút lần này ha. Withdraw. Ở đây mình đã có này, USDT là 43 này. Mình sẽ kết hợp với cái Jupiter luôn. Mình sẽ sang Jupiter, mình cũng connect với lại ví Phantom. Connect, ok. Mình có 43 ở đây, 43 USDC đây, mình sẽ đổi đi. 43. Swap sang USDC. Thì bạn sẽ nhận được là 43,00044 USDC này. Swap. Để thực hiện những cái swap, những cái retro này thì bạn cần phải có Solana để làm phí nha. Rồi xong, bây giờ mình quay lại Apricot. Thì cái USDC của mình đây, nó đã về đây, 43 rồi. Thì bây giờ mình có thể repay này. Repay 100% luôn ha. Ok, repay. Approve.
Vậy là xong. Đó, mình không cần vay nữa. Unity của mình giảm này. Ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện nộp tiền, nộp USDT này. Thì muốn nộp thì mình phải vay, tại vì mình đã nộp hết số dư hiện tại rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái số deposit bên này để mình làm đòn bẩy thực hiện vay USDC. Mình sẽ vay USDC ở đây ha. Vay khoảng 50% thôi, không nên vay nhiều tại vì nó sẽ bị dễ bị mất thanh khoản của mình nhé. Rồi, bao rồi. Transaction thành công rồi này. Mạng hơi chậm. Rồi ok, đã về 42 này. Ở đây nó cũng đó, nó cũng nhảy lên đây là mình đã vay 42 này. Thì bây giờ mình dùng cái số USDT, USDC đã vay rồi, mình muốn nộp vào deposit vào thành USDT để tăng cái deposit của mình lên. Thì mình sẽ qua sàn Jupiter. Mình lại đổi này, đó 42. 42 USDC. Mình nhận được 41,96 SDT. Ha. Qua bên đây mình sẽ thấy là mình đã nhận được SDT ở đây. Giờ mình tiếp tục nộp. Khi nhận được rồi thì mình nộp vào đây để mình tăng cái tài sản thế chấp của mình. 100% đi. Ok. Đó, để mình làm cho cái thanh khoản của mình nó tăng lên. Đây các bạn có thể xem này, dashboard. Cái giới hạn limit cái vay của mình nó chỉ chiếm 33,95% trong tài sản. Thì mình sẽ không ít có khả năng mà bị mất cái tiền do mình vay á, lỗ. Sẽ không thanh không bị thanh khoản, không bị thanh lý tài sản. Rồi. Vậy mình có thể kết hợp đó, kết hợp qua lại giữa Apricot và Jupiter, tại Jupiter thì mình chỉ là swap thôi. Mình swap xong thì mình sang Apricot để mình thực hiện borrow hoặc lending deposit. Thì các bạn cứ làm qua làm lại cho đến khi mình đủ cái giá trị khoảng 1.000, chỉ cần vài lần là đủ rồi á. Các bạn thực hiện sớm thì nó cũng sắp hết thời gian rồi á. Vậy nha, chào các bạn.